Sau đây tôi sẽ giúp quý vị ra tần số mới của đài truyền hình VBS TV, tần số là 12.090 Hz, 20.000 và 3/4. Các quý vị nào có những máy hiệu Samsonic thì quý vị sẽ được hướng dẫn sau đây. Trước tiên quý vị dặn TV và đầu máy lên, quý vị sẽ chọn nút menu. Trên màn hình quý vị sẽ đổi thành Search Channel, sẽ có Antenna Setting và Menu Search, Auto Search. Quý vị sẽ bấm xuống phần Auto Search, mũi tên đi xuống. Sau đó quý vị sẽ bấm nút OK để chọn Auto Search. Nếu có hỏi chìa khóa là pin, nhờ quý vị bỏ vào cho tôi 4 số 0. Sau đây sẽ hiện lên phần Automatic Search. Quý vị nhớ kỹ, quý vị đang ở Satellite 97, có thể nhiều, rất là nhiều tên: Telstar 5, Galaxy 25, Galaxy 19 hoặc là Telstar 5, KU. Quý vị chọn xuống tới Start Search, bấm mũi tên phía dưới và chọn nút OK để bắt đầu search. Và sau đó màn hình sẽ đổ ra Searching the Channel. Sau khi search thì chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ, chọn nút OK để save lại. Quý vị bấm exit để đi ra khỏi phần search channel. Đôi lúc có nhiều khi quý vị auto search mà quý vị không thấy được tần số của đài VBS, quý vị sẽ chọn qua phần Menu Search, bấm mũi tên đi lên và chọn nút OK và cho 4 số 0. Sau đó quý vị sẽ thấy màn hình Menu Search hiện lên. Chúng ta sẽ chọn hàng kế là Frequency. Muốn đổi qua tần số mới hay là những tần số nào thì quý vị chỉ bấm nút mũi tên qua hoặc lại. Tần số đài truyền hình VBS mới sẽ là tần số 12.090. Khi tới tần số 12.090, quý vị ngừng lại và kiểm coi phần symbol rate có phải là 20.000 hay không. Quý vị bấm xuống, chắc là chúng ta đã có 20.000. Đây là đúng của frequency của bên đài VBS. Và sau đó chúng ta cũng check polarization có phải là horizontal hay không. Đúng như vậy. Sau khi đã kiểm tra xong, quý vị sẽ bấm mũi tên đi xuống để chọn ngay phần Search Start. Đây là cách search chỉ có một tần số thôi.
Sau khi quý vị đã chọn Search Start, mời quý vị bấm nút OK để bắt đầu search. Nào, chúng ta đã có search hoặc là scan đài thành công, bấm OK. Đây là phần scan của quý vị đã xong. Quý vị chỉ cần bấm nút exit để đi ra ngoài xem coi mình có đài VBS mới chưa. Sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ thấy có hình và bấm nút OK để chọn channel list. Sau channel list hiện lên, quý vị bấm mũi tên lên hoặc xuống để ra đài VBS mới. Khi chúng ta thấy đài VBS mới, nhờ quý vị bấm nút OK. Xin quý vị giữ nguyên đấy để coi có phải là tần số mới của đài truyền hình VBS hay không. Phần dưới sẽ cho chúng ta biết rõ. Quý vị sẽ kiểm lại 12.090 và 20.000 và một phần nữa là auto act. Chúc mừng quý vị đã có đài VBS mới. Đây là phần clip để chia sẻ cùng quý vị nếu có gặp sự khó khăn. Xin quý vị gọi lại đài, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ thêm. Cảm ơn quý vị.